À, như các bác cũng biết thì trong mỗi anh em chúng ta, để mà trồng và chăm sóc mà nó ra được một cái giò lan đẹp, thực sự mà nói thì nó mất rất nhiều những cái công sức, và chúng ta cũng phải dồn toàn tâm toàn lực theo cái sự đam mê của mình để mà trồng và chăm sóc. Một cái giò lan khi mà nó đã ra xanh tươi và tốt mập mạp thì không hẳn là đã thành công được ngay đâu, bởi vì nó đang còn liên quan đến rất nhiều những yếu tố và tác động ở bên ngoài, trong đó là có những con sinh vật gây hại cho cái giò lan của chúng ta. Thì trong số đó thì có những con, ví dụ như là con ốc sên. Ốc sên các bác biết là nó mà đã có trong vườn và phát triển thì khả năng là nó ăn những cái mầm gốc, những cái đầu rễ rất là nhiều, đúng không ạ? Rồi là vào mùa hoa hoặc là những cái mùa phát triển, con kiến nó cũng là một cái đối tượng mà gây hại cho cây lan. Nó có thể là chích cắn vào những cái thân cây, những cái lá để tạo những cái lỗ hổng, từ đó là khi chúng ta thực hiện tưới thì vi khuẩn có thể xâm nhập vào. Đó. Kể cả như là con cuốn chiếu là một cái con mà chúng ta nghĩ rằng là nó vô hại. Bản chất thì con cuốn chiếu á, thì nó cũng không gây hại nhiều cho lan đâu. Nhưng mà do nó là một cái sinh vật cho nên là nó thường ký sinh, sống ở trong những cái giá thể này, giá thể của cây lan này. Cho đến khi mà nó không còn cái nguồn thức ăn để nó ăn nữa thì nó lại quay ra nó cũng ăn luôn những cái đầu rễ. Đó. Cho nên là những cái loại côn trùng này thì thực sự mà nói là nó sẽ luôn luôn tiềm ẩn và gây hại cho cái cây lan rất là lớn. Thì hôm nay em sẽ nói các loại thuốc để chúng ta thực hiện xử lý nó. Thực tế các loại thuốc này thì ở mỗi nơi, ở mỗi khu vực thì có thể là nó sẽ, nhà phân phối nó cung cấp sẽ khác nhau. Nhưng mà dựa trên cái cơ sở là cái kinh nghiệm thì em cũng chia sẻ để chúng ta cùng nắm được một số những loại thuốc ấy, có thể tiêu diệt được nó. Còn nếu như mà chúng ta theo khu vực của mình ấy, các bác có thể là thực hiện ra những cái trạm thuốc bảo vệ thực vật ấy, là tìm và hỏi mua các loại thuốc này thì nó sẽ dễ hơn, đúng không ạ? Nó dễ hơn tại vì khu vực đó cũng cung cấp mà, nó dễ hơn. Hoặc là không có thì hiện tại bây giờ chúng ta cũng mua ở những cái nguồn ở trên mạng thì nó cũng khá là đơn giản. Còn nếu như các bác mà trồng ít mà sử dụng được những cái biện pháp mà xử lý mang tính chất là dân gian á, thì vẫn có thể sử dụng được nếu thấy có hiệu quả các bác nhé. Hiện đây chỉ là một bài chia sẻ thôi, cho nên em hy vọng là sẽ mang lại một cái gì đó cho các bác. Đầu tiên thì em sẽ nói về cái cách trị con ốc sên. Đây là một cái giải pháp em thấy là khá là hiệu quả. Thì chúng ta có thể là sử dụng cái Homekin này các bác này. Đấy, Homekin là một cái sản phẩm mà em nghĩ là nó trị ốc sên rất là hay các bác. Nó là dạng bã sên ấy. Đấy. Cái viên của nó hơi xanh xanh. Và khi chúng ta phát hiện trong vườn có ốc sên chẳng hạn, thì ngay lập tức chúng ta chỉ cần rắc vào đây bề mặt của cái giá thể này, một ít cái viên bã sên màu xanh xanh ở trong này. Đó. Bác rắc lên đây này. Thì thường là buổi tối là ốc sên nó sẽ ngoi lên là nó thực hiện nó ăn. Đấy, nó ăn cái bã đấy. Cái bã nó chức năng là nó thu hút và con ốc sên nó ăn. Và khi đấy nó sẽ chết các bác nhé. Nó chết. Và ốc sên thì có nhiều hình thái, nhiều dạng lắm. Có những cái loại mà nó nhỏ xíu xịu, có những cái loại nó to đấy. Thì thường là nó ăn vào nó đều chết. Thì em sử dụng cái loại Homekin này đấy. Các bác có thể là tham khảo để thực hiện là sử dụng nó đấy. Đây là một dạng bã sên các bác nhé. Và rất là hiệu quả khi mà sử dụng trong vườn lan. Và giá của nó cũng cực kỳ rẻ các bác đấy. Một túi lớn như vậy như là 20-25 nghìn thôi. Cực kỳ rẻ luôn. Vấn đề thứ hai để chúng ta thực hiện xử lý các cái con kiến, đúng không ạ? Kiến thì nó cũng do chúng ta trồng, chủ yếu là trồng ở khu vực xung quanh nhà, dẫn đến là dòng kiến thì nó rất là nhiều các bác. Kiến cực kỳ nhiều luôn, có kiến đỏ, kiến vàng, đủ loại kiến luôn. Và cũng rất là khó chịu, nhất là vào mùa hoa thì kiến nó thường là nó bâu lên những cái
cái vòi hoa và nó hút cái dinh dưỡng từ cái thân, từ cái ngồng hoa, thì dẫn đến rằng là cái vòi hoa nó không đậu được đó. Hoặc là nó chích vào cái phần thân này, nó cũng làm cho là tạo những cái lỗ và gây ra cái bệnh cho cây lan. Thì em có sử dụng cái loại này, đây là thuốc diệt kiến. Thì đối với thuốc diệt kiến thì có rất nhiều loại các bác nhé. Ví dụ như là em đơn giản như cái bình xịt kiến thông thường mà chúng ta hay sử dụng ở trong nhà chúng ta ấy, xịt kiến, xịt muỗi, xịt rán ấy. Nhưng mà cái loại đấy là không sử dụng trong ngành nông nghiệp các bác nhé. Khi mà chúng ta phun cái loại đấy vào thì nó sẽ gây hại cho cây lan nữa. Cho nên chúng ta dùng cái loại thuốc diệt kiến mà dành cho nông nghiệp ấy. Đấy, như cái loại này, dành cho nông nghiệp ấy. Đây là một dạng bột màu trắng, thì các bác có thể rắc trên cái bề mặt thì kiến nó cũng sẽ là bỏ đi, hoặc là nó sẽ thường là nó bỏ đi các bác, thì nó sẽ không còn trên cái cây lan nữa. Thì dùng cái loại này là nó cũng khá là ok. Đấy, giá thành này chỉ có mấy ngàn một gói thôi. Đấy, diệt cái loại này em thấy là dùng nó hiệu quả và nó không ảnh hưởng đến cây. Đấy là cái loại thứ hai các bác. Thứ ba là chúng ta thực hiện tiêu diệt cái con quấn chiếu. Con quấn chiếu nói riêng hoặc là những cái dòng mà sâu bệnh á, nói chung á, kể cả như bò ngựa hoặc là nhện đỏ á, thì các bác có thể sử dụng cái loại này, em thấy dùng loại này khá là tốt này. Đây là thuốc trừ sâu sinh học nhé, thì chúng ta sử dụng để phun phun trên toàn bộ giá thể và cây, thì những làm cho những con sâu nhện đỏ hay là con quấn chiếu nó cũng sẽ bị tiêu diệt. Đấy là cái loại Rotlam Super. Thì những cái loại thuốc này thì nó đều có cái hướng dẫn sử dụng khá là chi tiết ở phía sau bao bì á, thì các bác có thể là đọc kỹ và sử dụng nó nhé, tránh cái trường hợp quá hàm lượng. Đấy, chúng ta sử dụng ba cái loại thuốc như thế này, em quay lại để chúng ta nắm được để cho nó dễ hình dung. Đây, cái thứ nhất là cái dòng thuốc trị sâu và những cái con quấn chiếu là dùng Rotlam Super. Cái thứ hai là diệt kiến thì chúng ta có thể dùng cái loại thuốc bột này để thực hiện rắc. Cái thứ ba là sử dụng là thuốc để trừ sên, thì cũng là một cái dạng là, đây là một dạng là gì ạ, dạng là bã diệt sên các bác nhé, dùng rất là ok. Và những cái thuốc này trên thị trường thì giá của nó rất là thấp, chúng ta có thể là mua và sử dụng. Nếu như khu vực không có những loại này thì các bác cũng có thể là ra những cái trạm thuốc bảo vệ thực vật ấy, hỏi mua các loại thuốc mà diệt các cái loại động vật đó, thì có thể người ta sẽ tư vấn và cung cấp cho các bác các loại thuốc khác. Đấy. Còn nếu như bác nào mà có những cái giải pháp nào mà nó tốt hơn cho anh em thì có thể là để lại những cái comment để chia sẻ cái kinh nghiệm mà chúng ta cùng hướng đến cái việc là chơi lan làm sao đó nó được tốt nhất. Nội dung ngày hôm nay thì nó chỉ có đơn giản và cơ bản như vậy thôi. Thường thì em thấy là các bác hỏi rất là nhiều để tiêu diệt các con này, thì em cũng trả lời tin cũng khá là chi tiết và cụ thể. Tuy nhiên thì thông qua video này này, thì hy vọng là truyền tải được cái thông điệp để cho chúng ta cùng nắm được thuận lợi hơn và chủ động hơn trong cái quá trình mà trồng và chăm sóc lan các bác nhé. Em xin kết thúc video ở đây. Nếu các bác cảm thấy video hữu ích, đừng quên đăng ký kênh để thường xuyên nhận được những video mới nhất của em về chủ đề phong lan. Chia sẻ và like để nhiều người khác cùng được xem video này. Em xin chân thành cảm ơn và chúc các bác thật nhiều sức khỏe.